xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì với 5 tỷ đồng thì bạn sẽ chọn mua xe gì của Mercedes-Benz? Đó là tiêu đề của Duy ngày hôm nay. Thì thực sự các bạn, với 5 tỷ đồng nếu các anh chị các bạn chọn để mua một căn nhà bạn thì số tiền đó nó cũng không phải là quá lớn. Nhưng để mà 5 tỷ mà mua một chiếc xe để mà sử dụng thì Duy thấy đây là một cái ngân sách rất là lớn ha. Không nhiều khách hàng sẽ đưa ra cái ngân sách này để mua cho mình một cái chiếc xe. Đó thì với 5 tỷ đồng thì không chỉ là chọn được những cái chiếc xe Mercedes-Benz rất cao cấp mà các anh chị các bạn còn lựa chọn rất là nhiều những cái thương hiệu khác nữa. Thì với 5 tỷ đồng thì nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay Duy muốn nhắc tới đó chính là chiếc xe Mercedes S450 4MATIC và chiếc xe Mercedes GLS 450 4MATIC. Thì với hai cái chiếc xe này, đây là hai cái chiếc xe được rất là nhiều các anh chị khách hàng quan tâm. Và tại sao các anh chị khách hàng lựa chọn hai cái mẫu xe này rất là nhiều? Thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ hai chiếc xe này lại một lần nữa nha. S450 phiên bản mới ngày hôm nay các bạn, thì các bạn sẽ thấy từ thiết kế bên ngoài cũng như là bên trong, các chiếc xe nó sẽ không còn được thiết kế theo kiểu già nua nữa mà là được trang bị rất là nhiều những công nghệ tiện nghi và hiện đại. Thì Duy nghĩ là Mercedes-Benz sẽ hướng tới những anh chị khách hàng có độ tuổi coi như là trẻ hơn các bạn, bởi vì là xu hướng ngày hôm nay các bạn thì các anh chị của mình là coi như là những tỷ phú ha, cũng như cũng rất là trẻ đó, đâm ra là Mercedes-Benz cũng sẽ dần dần thay đổi cái thiết kế trên cái chiếc xe này. Điển hình là một lát nữa các bạn sẽ thấy ở bên trong nội thất của chúng ta, cái những cái nút bấm bây giờ nó được gần như là tối giản ha, cho nên là đây là một cái điểm mà Duy thấy cũng rất là hiện đại trên cái chiếc xe này. Còn bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy nè, đó, đây là một cái chiếc xe sedan hạng sang, như các bạn sẽ thấy tay nắm cửa giống như một chiếc xe đua ha. Đó, khi mà chúng ta chạy các bạn thì cái tay nắm cửa này nó sẽ được ốp vào trong đó, còn khi mà chúng ta chạm vào thì tay nắm cửa nó sẽ mở ra. Đây là một cái chi tiết thiết kế cũng tối giản hiện đại, ngoài ra còn rất là khí động học ha. Trước đây các bạn hình dung những người mà giàu có, những người tỷ phú, bạn thường sống trong những cái gọi là những cái tòa lâu đài ha, rất là uy nghi, rất là cổ kính đó, được trang hoàng cũng như là rất những cái họa tiết rất là nhiều. Nhưng đối với các anh chị khách hàng mà tỷ phú như ngày hôm nay các bạn thì như thấy là cũng thay đổi về cái kiến trúc nữa, cũng như là cái lối sống ha, sẽ sống trong những cái ngôi nhà có thiết kế đơn giản hơn, chủ yếu là những cái hình khối hợp, những không gian rộng mở, những cái đồ tiện nghi, những cái đồ mà trang trí nội thất của bạn nó cũng sẽ đơn giản hơn, chỉ tập trung vào cái chất liệu cũng như là sự trải nghiệm về tiện nghi thôi ha. Thì S-Class của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ như vậy các bạn. Các bạn sẽ thấy chiếc xe nó cũng không có nhiều cái nút bấm ngầu nữa, mà chiếc S của chúng ta hiện tại bây giờ ha, trẻ trung ha, cá tính ha, cũng như là hiện đại hơn rất là nhiều so với trước đây. Ok, tiếp theo nữa là Duy sẽ cho các bạn xem cái chiếc xe GLS 450. Thì đây là cái chiếc xe SUV có thể nói là to nhất của Mercedes-Benz, một cái chiếc xe 7 chỗ đúng chất dành cho gia đình. Đó, các anh chị các bạn khi mà chọn tới cái chiếc xe GLS 450 này thì thông thường sẽ là các anh chị cũng đã có rất là nhiều xe ở gia đình rồi và muốn chọn thêm cái chiếc xe GLS 450 này để cho những cái chuyến đi xa cùng với gia đình của mình ha. Thì Duy nghĩ là với cái kiểu dáng cũng như là cái kích thước to lớn như thế này thì các anh chị các bạn mà lái những cái đoạn đường xa như nghĩ là 300 cây hoặc là 400 cây số các bạn thì cũng sẽ không có mệt mỏi. Chiếc xe rất là đầm chắc, cũng như là khi mà lăn bánh ở trên đường quốc lộ các bạn thì Duy thấy là mọi thứ nó rất là tuyệt vời, từ cách âm, hệ thống treo và tất cả mọi thứ ha. Đó là chiếc xe GLS 450 này Duy nghĩ là sẽ mang lại cho các anh chị các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là GLS 450 hoặc là S450 chúng ta sẽ có cùng một cái số 450, có nghĩa là hai chiếc xe này cùng sử dụng cùng chung một động cơ, đó là động cơ 3.0 i6 công suất là 367 mã lực, kết hợp cùng với lại cái motor điện 48V, cho nên là giúp những cái chiếc xe to như thế này, các bạn có kích thước dài hơn đến 5m2 như thế này đó, thì lăn bánh ngoài đường nó rất là nhẹ nhàng và rất là tiết kiệm nhiên liệu đó. Và tiếp theo các bạn, các anh chị khách hàng mà chọn cái chiếc xe GLS 450 so với đối thủ thì như thấy là BMW có là X7 ha, thì với cái mức giá là 5.309 triệu đồng cho cái chiếc xe GLS 450 này thì coi như là
cái giá mà Mercedes-Benz đưa ra có thể nói là bị hời hơn đối thủ hơn cả tỷ đồng. Đó, cho nên là đó là lý do tại sao mà cái chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450 này trong thời gian vừa qua coi như là hot, cực kỳ hot luôn, và coi như là không có hàng để mà bên kia để bán. Nhưng hiện tại bây giờ các bạn, thì do thời điểm kinh tế cũng rất là khó khăn ở thị trường Việt Nam của chúng ta cũng như là trên thế giới, cho nên là những cái dòng xe GLS hiện tại bây giờ cũng đa dạng hơn, cũng như là số lượng xe bên Duy có thể là đáp ứng ngay cho các anh chị khách hàng vào cái thời điểm hiện tại. Về phần nội thất của cái chiếc xe GLS 450 này các bạn, thì các bạn sẽ thấy là thật ra đối với những cái mẫu xe S 450 hoặc là GLS 450, các bạn Duy nghĩ là những cái trang bị tiện nghi, những cái option nó không còn để phải nói tới nữa các bạn, bởi vì hiển nhiên những cái chiếc xe này đây là những cái chiếc xe rất là cao cấp, cho nên hầu như các trang bị về tiện nghi, về âm thanh, về giải trí thì rất là đầy đủ ha. Hầu như là Duy nghĩ là các anh chị khách hàng mua những cái chiếc xe này về không cần phải độ cái gì hết, và Duy nghĩ là các anh chị các bạn cũng đừng nên làm bất kỳ những cái gì mà độ cho cái chiếc xe này các bạn, bởi vì là nhiều khi chúng ta độ vô hình chung là chúng ta sẽ làm mất đi cái nét đẹp cũng như là cái bản chất của cái chiếc xe S450 hoặc là GLS 450. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái phần nội thất của chiếc xe GLS 450 này các bạn, thì nó cũng rất là truyền thống, nó chưa có thay đổi giống như là cái chiếc xe S450. Chúng ta sẽ thấy là có nguyên một cái màn hình to kéo dài ở đây, đây là một cái màn hình cảm ứng ha. Những cái nút bấm của chúng ta thì được thiết kế rất là công thái học, cho nên là khi mà chúng ta cần sử dụng một cái tiện nghi, cần sử dụng một cái thao tác gì đi nữa thì nó cũng rất là nhanh chóng và nó cực kỳ an toàn và dễ xài các bạn ha. Duy sẽ cho các bạn xem cái khu vực ghế phía sau. Đây là một cái chiếc xe SUV 7 chỗ, cho nên là các bạn sẽ thấy là có là 3 ghế cũng như là phía sau cùng là sẽ 2 ghế. Tất cả các ghế của chúng ta thì đều là chỉnh điện các bạn nha. Chỉnh điện ha. Nếu trong trường hợp mà chúng ta sẽ có người ngồi phía sau thì chúng ta có thể là đẩy cái ghế này lên phía trước để chia sẻ không gian cho phía sau rộng rãi hơn. Còn trong trường hợp mà phía sau không có ai ngồi, chúng ta để chở đồ thôi, thì các bạn có thể là đẩy ra rất là xa ở phía sau để mà cái không gian để chân ở chỗ này nó rộng nhất có thể các bạn ha. Hệ thống máy lạnh điều hòa thì được trang bị cho từng cái khu vực riêng luôn các bạn, ở phía trước nè, phía giữa và kể cả phía sau cũng có máy lạnh đầy đủ hết ha. Khi mà Duy gấp cái hàng ghế sau cùng nè, các bạn sẽ thấy là cái không gian này thì Duy nghĩ là có thể để được một chiếc xe đạp luôn các bạn, có thể để được một chiếc xe đạp mà chúng ta gấp gọn á. Thì những cái chuyến đi chơi, những cái chuyến đi picnic á, chúng ta có thể để được rất là nhiều đồ, hoặc là những cái chiếc xe cho những bạn trẻ ha, những bạn nhỏ ha, trong gia đình của chúng ta ha. Đó, khi mà chúng ta gặp cái hàng ghế này lên thì cái không gian Duy nghĩ là có thể để được khoảng tầm 2 cái vali lớn. Đây. Đó, gặp ghế tất cả bằng điện hết các bạn nha, rất là nhẹ nhàng. Đó, và khi gặp cái hàng ghế này lên thì các bạn sẽ thấy ở đây còn có thể là để được, Duy nghĩ là khoảng 2 cái vali hoặc là hơn nữa các bạn, có thể để được rất là nhiều đồ ở đây ha. Còn nếu mà chúng ta không có người ngồi thì chúng ta có thể là gặp lại ha. Quen sử dụng xe của Duy hàng ngày các bạn thì đa phần là sử dụng xe ở chạy trong loanh quanh trong thành phố, hoặc là có những cái chuyến đi chơi cùng với gia đình thì Duy nghĩ là Duy đi khoảng tầm ở Phan Thiết hoặc là xa hơn Phan Thiết một chút xíu thôi, đâu đó khoảng tầm hơn 200 cây quay lại thôi. Cho nên là đối với cái chiếc xe S450, đây là một cái chiếc xe mà Duy cực kỳ yêu thích luôn. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi tới chiếc xe S450 để xem bên trong nha. Đối với Duy các bạn thì chiếc xe S450 này, đây là một cái chiếc xe mà gọi là mơ ước của mình luôn, bởi vì là hầu như là tất cả những cái thiết kế, những cái đường nét, những cái trang thiết bị về tiện nghi cho cái chiếc xe này các bạn thì nó đối với Duy nó rất là tuyệt vời luôn, không có điểm nào mà có thể là chê được từ cái chiếc xe S450 này. Chất liệu da trên cái chiếc xe S450 này, đây là một cái loại da cũng rất là đặc biệt các bạn, gọi là da Nappa ha. Thì những cái da, chất liệu da này thì chỉ được trang bị trên những cái mẫu xe nó rất là cao cấp của Mercedes-Benz. Khi mà chúng ta ngồi vào thì chúng ta sẽ cảm giác được nó sự mềm và mát rất là nhiều ha. Các bạn sẽ thấy là trên ghế của S450 có được đục lỗ nè. Đó, được mai những hình cái quả trám rất là sang trọng. Chi tiết đục lỗ này thì đây là cái chi tiết về thông gió cũng như là làm mát, làm nóng cho cái chiếc xe này ha. Đó, Duy nghĩ là ở Việt Nam chúng ta thì sử dụng cái làm mát sẽ nhiều hơn. Đó, và Duy cũng có bán rất là nhiều chiếc xe S này cho các anh chị khách hàng của mình các bạn. Thì thông thường các anh chị khách hàng khi mà đã đi cái chiếc xe S-Class này rồi ha, rất là khó để mà mua những cái dòng xe khác luôn các bạn. Đó, thì có thể là các anh chị đã
đi chiếc xe quá là nhiều năm rồi, muốn thay đổi cái gọi là thay đổi gió các bạn ha, thay đổi gió một cái ha, cái muốn đi qua những cái thương hiệu xe khác, rồi cuối cùng thì cũng sẽ quay về lại với S-Class thôi, bởi vì là tiện nghi những mọi thứ trên cái chiếc xe này nó quá là hoàn hảo rồi. Bây giờ sẽ đề máy lên. Cái hệ thống mà giải trí cho cái chiếc xe S450 này các bạn thì như đã nói ha, đây là một cái thiết kế rất là hiện đại, rất tương lai, cũng như là gần như là tối giản. Những cái nút bấm bây giờ nó không còn nữa, mọi thứ chúng ta sẽ điều khiển trên cái màn hình cảm ứng này ha, mọi thứ chúng ta sẽ điều khiển trên cái màn hình cảm ứng này hết. Cho nên là cái hệ thống giải trí này nó rất là phù hợp với các anh chị khách hàng trẻ. Còn đối với những cái anh chị khách hàng mà có thể là lớn tuổi hơn thì Duy nghĩ là không thích nhiều ở cái phần thiết kế này. Có thể nói là nó hơi hiện đại quá cho nên là nó cũng hơi khó xài. Ok, phía sau thì chúng ta sẽ được trang bị cái máy lạnh riêng luôn. Tất cả những cái rèm chúng ta điều chỉnh bằng điện hết ha. Rất là tiện nghi, rất là thích luôn. Đó, và ngoài ra thì cái ghế bên này, cái ghế VIP của bạn, cái ghế VIP, cái ghế thương gia ha, thì chúng ta có thể là ngã được 43,5 độ cũng như là có cái bờ bắp chân rất là thư giãn luôn. Thực sự thật sự các bạn, Duy rất là mê cái chiếc xe này. Và Duy nghĩ là các anh chị khách hàng mà khi mà lựa chọn cái dòng xe S-Class các bạn, thì các anh chị khách bạn đừng có lăng tăng gì nữa hết. Có nhiều anh chị khách hàng nói là anh muốn chạy thử cái chiếc xe này anh mới quyết định ha, hoặc là anh phải cân đối cái này cân đối cái kia các bạn, thì thật sự là các anh chị đó chưa có biết nhiều về cái dòng xe S-Class này đó. Còn nếu mà đã sử dụng qua dòng xe S-Class hoặc là đã sử dụng qua những cái dòng xe cao cấp cũng như đã tìm hiểu cái mẫu xe S-Class này rồi, thì các anh chị các bạn cũng sẽ không đặt ra những câu hỏi đó với Duy. Và thông thường khi đến Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng hoặc là đến để mà gặp nhân viên bán hàng để mà tư vấn về cái chiếc xe này thì cũng có những cái lựa chọn rất là nhanh. Với kinh nghiệm bán hàng hơn 10 năm ở Mercedes-Benz thì Duy nghĩ là Duy sẽ đủ tự tin để mà tư vấn cho các anh chị và các bạn khi mà các anh chị các bạn quyết định chọn những cái mẫu xe rất là cao cấp này của Mercedes-Benz. Và Duy nghĩ là khi mà các anh chị các bạn chọn cái xe S-Class hoặc là GLS 450, các bạn, đây là hai cái mẫu xe mà chúng ta sẽ không bao giờ mà kiểu như chọn xong là bị hối tiếc đâu ha. Không bao giờ, bởi vì cái giá cả, những cái tiện nghi, những cái trang thiết bị của cái chiếc xe này nó mang lại thì nó quá là hợp lý rồi. Ok, để biết thêm chi tiết về hai cái mẫu xe S450 Formatic này cũng như là GLS 450 thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.